em tên là Trần Tuấn Anh, lớp học sinh lớp 11A2. Và em là bạn học của bạn Nguyễn Tuấn Anh ạ. Vâng, em trong lớp em thấy bạn là một người chăm chỉ ạ. Bạn học cũng rất giỏi. Ngoài việc bạn đi học và hàng ngày ra thì bạn còn đi làm với bác để phụ giúp gia đình mình ạ. Em cảm thấy bạn là một con người rất giỏi ạ. Em thích nhất ở bạn là sự chăm chỉ của bạn ạ. Bạn rất tích cực trong mọi việc và luôn luôn phụ giúp gia đình của bạn ạ. Xin chào mọi người, em là bạn cùng lớp với bạn Tuấn Anh và em là học sinh lớp 11A2 và năm nay em 16 tuổi. Thì em cảm thấy rằng là bạn Tuấn Anh là một người ở trong lớp, bạn là một người rất là có nghị lực. Và mặc dù là em biết rằng là trong khoảng thời gian của bạn đi học thì có một khoảng thời gian là bạn có bị bệnh, nhưng mà bạn vẫn là cố gắng vượt qua. Sau khoảng thời gian bị bệnh đó thì lên lớp bạn vẫn có kiểm tra và chuẩn bị bài đầy đủ. Bệnh tình của bạn thì nhìn là cũng không khá khả quan lắm, tại vì ở trên lớp là em cũng nhìn sắc mặt của bạn là khi mà bạn đi học á, thì là nhìn sắc mặt của bạn là cũng hơi ốm yếu. Sau khi chữa bệnh lên lớp, bạn vẫn cố gắng hết sức để học tập và vượt qua cái nỗi khó khăn đó. Rồi về nhà thì là bởi vì hoàn cảnh gia đình của bạn không phải là ổn lắm, nhưng mà bạn vẫn cố gắng chuẩn bị soạn bài lên lớp đầy đủ, rồi phụ mẹ của bạn đi làm. Ở trên lớp thì bạn cũng rất là hòa thuận với các bạn ở trong lớp. Và ở bên cạnh bạn, em ngồi bên cạnh bạn thì có những cái bài tập mà khó hiểu thì đôi khi em còn cùng bạn trao đổi nữa. Xin chào mọi người, em tên là Phan Quang Khang, 16 tuổi, học sinh lớp 11A2. Và bạn là bạn cùng lớp với bạn Nguyễn Tuấn Anh ạ. Em thấy là gia đình bạn ở đây là rất ít họ hàng và người thân. Tuy nhiên là có một thời gian bạn đã phải trải qua một căn bệnh rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi bạn bình phục ấy, bạn vẫn phụ giúp gia đình để kiếm sống, để kiếm ăn. Nên là đôi khi lên lớp bạn, sắc mặt của bạn là hơi mệt mỏi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để hoàn thành những công việc học tập thật tốt, làm bài và học bài đầy đủ để không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Em mong muốn bạn là sẽ cố gắng phấn đấu để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đạt được những thành tựu tốt nhất.